Chào quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một video nữa dùng để test thử chất âm của dòng loa BIK mới về với mã M108 quý vị nhé. Ngày hôm nay chúng ta có thể thấy được ngay đây là một không gian hoàn toàn khác, không phải là ở công viên nữa mà không cũng phải là showroom, mà Hữu Duy đang có mặt tại một quán cà phê ở gần showroom 45 Trung Kính để có thể thứ nhất uống cà phê và thứ hai để test thử chất âm của dòng loa ngày hôm nay BIK M108. Thì ngay sau đây chúng ta cũng sẽ đến với một số những bài hát mà Hữu Duy sẽ hát test thử quý vị nhé, để xem ở không gian ngoài trời thì chúng ta cũng đã trải nghiệm rồi, vậy thì ở không gian trong nhà, cụ thể là ở một quán cà phê, thì chiếc loa của chúng ta sẽ có chất âm như thế nào. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hát thử quý vị nhé. Loa của chúng ta là tích hợp dùng để hát những bản nhạc acoustic quý vị nhé. Tình yêu đó anh chỉ vừa đi tới thì anh biết anh sẽ khổ đau rất nhiều, mà tại sao anh không thể ngăn yêu, còn tim này đang rất buồn. Lòng tự trách anh chỉ là người đứng sau, cười lặng lẽ sau lưng hạnh phúc của người, dù tay anh cũng đã được cầm tay cùng ngọt ngào chiếc hôn. Lòng anh xa lắm, không nói trên môi ai quá ngọt ngào, vì anh vẫn biết sau những yêu thương là bao lỗi lầm. Vậy mà anh tin ngóc ngách, anh luôn tin vào tình yêu, một nỗi xa từ nơi u tối rời vòng tay anh, em vẫn có nơi để quay trở về. Còn rời xa em, anh biết đi đâu cho vơi nỗi đau. Người ta hay anh mãi mãi cũng không bao giờ mong sẽ có em trong đời. Đây là một bài hát khá là quen thuộc với tất cả mọi người phải không ạ? Một bản acoustic rất là hay. Tình yêu đó anh chỉ vừa đi tới thì anh biết anh sẽ khổ đau rất nhiều, mà tại sao anh không thể ngăn yêu, con tim nào đã rất buồn. Lòng tự trách anh chỉ là người đứng sau, cười lặng lẽ sau lưng hạnh phúc của người, dù tay anh cũng đã được cầm tay cùng ngọt ngào chiếc hôn. Lòng anh xa lắm, câu nói trên môi ai quá ngọt ngào, vì anh vẫn biết sau những yêu thương là bao lỗi lầm. Vậy mà anh tin ngóc ngách, anh luôn tin vào tình yêu, một lối ra từ lời u tối rời vòng trở về. Còn rời xa em, anh biết đi đâu cho vơi nỗi đau. Người ta hay anh mãi mãi cũng không bao giờ mong sẽ có em trong đời. Lòng anh xa lắm, câu nói trên môi ai quá ngọt ngào, vì anh vẫn biết sau những yêu thương là bao lỗi lầm. Vậy mà anh tin ngóc ngách, anh luôn tin vào tình yêu, một lối ra từ lời u tối rời vòng tay anh, em vẫn có nơi để quay trở về. Còn rời xa em, anh biết đi đâu cho vơi nỗi đau. Người ta hay anh mãi mãi cũng không bao giờ mong sẽ có em trong đời. Xin cảm ơn quý vị, và với bài hát
Người đứng sau hạnh phúc, thì đó sẽ là bài mở đầu cho ngày hôm nay. Và tiếp theo thì Hữu Duy sẽ hát thêm một bài nữa để chúng ta có thể thấy được chất âm của dòng loa ngày hôm nay. BK-M108 cực kỳ dễ hát quý vị nhé. Về thông số hay là về chức năng thì có lẽ là ở trong video này Hữu Duy cũng không cần phải nhắc lại nữa phải không ạ? Bởi vì là chắc hẳn là quý vị cũng đã biết được về thông số như là về chức năng của dòng loa ngày hôm nay rồi. Bây giờ Hữu Duy sẽ hát thêm bài Cơn Mưa Băng Giá quý vị nhé. Cơn Mưa Băng Giá với phong cách acoustic. Nhìn từng hạt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa em có hay không? Chân trời kia mờ trong màn sương, chờ đợi em sẽ quay về. Con đường xưa giờ đây ngơ ngang, ngập đầy tuyết rơi, giá lạnh. Tìm về đâu ngày xưa, loay hoay trong nỗi bơ vơ. Một lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng ve vươn vai mềm. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và cho cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mưa băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Này người tình cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông, để được nằm kề bên em, mưa sẽ thôi rơi. Con đường xưa cũ êm đềm. Em cất tóc vào vòng trong trái tim để dành, yêu vội vã để rồi ra đi. Anh không nói nhưng em hiểu rồi. Sao người nói anh còn yêu em là những dối lừa. Anh đâu muốn em được gần. Qua những giây không xa qua vẫn mơ. Vâng thưa quý vị, và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm hát karaoke cũng như nghe nhạc ở trên chiếc loa BK-M108 ở trong không gian quán cà phê rồi. Và chắc hẳn là với chất âm như thế nào thì chúng ta cũng đã có thể tự mình đánh giá được, nhưng mà chúng ta nên đeo tai nghe vào để khi nghe quý vị nhé, để chúng ta có một cái trải nghiệm tốt nhất khi nghe nhạc cũng như là khi nghe hát karaoke ở trên chiếc loa ngày hôm nay. Và hiện tại đối với dòng loa BK-M108 đang có mức giá bán tại Bảo Châu Elec là 5.800.000 đồng đó. Và nếu quý vị yêu thích dòng loa ngày hôm nay cũng như là yêu thích cái trải nghiệm hát trong quán cà phê ngày hôm nay thì quý vị có thể để lại số điện thoại của mình ở phần dưới comment. Bảo Châu Elec với thương hiệu 20 năm, chúng tôi có 11 cơ sở trên toàn quốc. Khi quý vị mua hàng, quý vị sẽ được setup tại nhà cũng như là giao hàng miễn phí cho vòng bán kính 30 km tính từ cơ sở gần nhất. Và chúng tôi có chế độ hỗ trợ trả góp dành cho quý vị với mức lãi suất chỉ từ 0% mà thôi. Quý vị đừng quên là chúng ta cũng sẽ có một số những cách thức mua hàng sau đây. Đầu tiên, quý vị đến trực tiếp 11 showroom của Bảo Châu Elec để trải nghiệm. Cách thứ hai là quý vị hãy truy cập vào website bảochoelec.com để tìm cho mình những sản phẩm mong muốn. Cách thứ ba là quý vị gọi đến hotline của Bảo Châu Elec là 1900 0255, hoặc đến hotline của Hữu Duy là 0866693631 để được tư vấn miễn phí mọi băn khoăn của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu Elec. Đừng quên nhấn like, share, subscribe kênh của chúng tôi quý vị nhé. Nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video tiếp theo.
Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục. Bảo Châu Alex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!